tham gia liên hoan văn nghệ dân gian phiên chợ vùng cao năm 2024 từ ngày 23 đến 24 tháng 3 tại huyện Quan Hóa. Huyện Lang Chánh đã tham gia thi diễn chương trình văn nghệ dân gian, thi không gian văn hóa phiên chợ vùng cao, trình diễn trang phục truyền thống, trưng bày các gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của địa phương, trình diễn ẩm thực truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Tại không gian văn hóa phiên chợ vùng cao, huyện Lang Chánh tham gia liên hoan đã trưng bày giới thiệu những sản phẩm đặc trưng địa phương thông qua hiện vật, sản vật đặc sắc mang dấu ấn văn hóa thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, mua sắm như muối hạt dỗi, đũa tre, muối ngâm chân thảo dược, nến thơm, các vật dụng làm bằng tre, luồng, nông sản sạch. Đặc biệt có những sản phẩm ô cốp của địa phương như kẹo nhãn treo lang, muối mắc khèn bằng đen, tinh dầu ngải cứu. Phần thi văn hóa ẩm thực truyền thống, huyện Lang Chánh đã mang đến những món ẩm thực nổi tiếng, được chuẩn bị kỹ lưỡng, trang trí bắt mắt, đã góp phần làm nên nét độc đáo tại Liên hoan văn nghệ dân gian phiên chợ vùng cao năm 2024 tại huyện Quan Hóa. Với cách bài trí được kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, gắn với đời sống xưa và nay ở địa phương, đảm bảo dinh dưỡng, bắt mắt, thể hiện giá trị văn hóa vùng miền. Mâm cơm ngon thường chứa đựng cả hơi ấm và bàn tay cần cù, khéo léo, sáng tạo của người phụ nữ, nên việc người phụ nữ giữ lửa hạnh phúc gia đình cũng phải được truyền đạt trong mỗi mâm cơm. Ở phần thi này, huyện Lang Chánh đã xuất sắc đạt giải A tại Liên hoan. Bên cạnh nét đặc sắc về ẩm thực, còn là các hoạt động văn hóa tinh thần thể hiện đời sống của người dân vùng cao đang ngày càng khởi sắc. Tất cả đã làm nên một không gian văn hóa đa sắc màu, độc đáo riêng của huyện Lang Chánh tại Liên hoan văn nghệ dân gian phiên chợ vùng cao năm 2024.